đã tạo danh mục quan tâm trên VMobile. Quý nhà đầu tư hãy thực hiện theo các bước. Tại màn hình chính của VMobile, chọn chứng khoán, danh mục. Sau đó chọn icon hình dấu cộng, tìm kiếm và chọn mã cổ phiếu để thêm vào danh mục. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.